Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm túm lươn nhé. Đây là ống lươn 42 anh em nhé. Ở bên mình làm hom là vừa khít luôn nhé. Cái nào cũng khít luôn, không cần phải cài que. Đó. Chiều dài thì tùy theo các bạn nhé. Nếu mà thả ruồng thì các bạn cắt 50 phân. Còn mà thả ao hồ thì các bạn cắt 80 phân. Mà một cây mà các bạn mua là về nếu mà cắt 50 thì được 8 ống. Còn cắt cắt 80 thì được 5 ống. Đấy, tùy theo kích cỡ, tùy theo cái địa bàn các bạn thả. Nếu mà thả ruồng thì các bạn ngắn thôi. 50 phân là được rồi. Đó. Bên mình thì chuyên sản xuất hom lươn các bạn nhé. Đây là hom 42 này. Đây là hom 48 này. Các bạn mà đã mua của mình một lần rồi thì các bạn biết chất lượng của hàng của mình. Còn đây hôm 60 này. Tất cả là bằng tre già các bạn nhé. Không phải là tre lột đâu. Không phải là tre lột, cũng không phải là tre cật nhé. Tre như thế này càng ngâm nước nó càng mềm. Lươn dễ vào nhé các bạn. Đó. Chất liệu là bằng tre này. Ở đây là bằng giang này. Đó. Các thấy không? Này, đây hôm 48 này. Đó. Đó. Tất cả là bằng thủ công các bạn nhé. Đặc điểm là cái hom này là bỏ vào ống nó nen luôn các bạn nhé. Đó. Đan kiểu bầu dục các bạn biết không? Ở đây hơi to tí, ở đây nhỏ là nó vào ống nó nen. Đó. Còn đây là mình đang làm cho khách. Nhưng mà tối nay mình phải đi thả đã. Đấy. Nên là anh em nào có nhu cầu thì kết bạn Zalo đặt hàng nhé. Trên thị trường thì cũng rất là nhiều người bán. Nên anh em cứ thoải mái mà chọn lựa. Đấy, thoải mái nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.